Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ hôm qua ngày 30 tháng 7, thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Con số này tăng 73.000 thí sinh so với năm ngoái. Đây cũng là năm có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất so với 3 năm trở lại đây. Tổng số thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông là hơn 1.070.000 em. Như vậy, có khoảng 337.000 em bỏ lại cơ hội đại học, tương đương tỷ lệ 31,5%, giảm 2,6% so với năm ngoái. Những năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lý do là nhiều em thấy không có khả năng cạnh tranh nên chủ động bỏ. Như năm 2022, hầu hết thí sinh không đăng ký nguyện vọng, có điểm tổ hợp thấp hơn trung bình phổ điểm thi tốt nghiệp. Các em có thể đã tìm được hướng khác như học nghề ở cao đẳng, trung cấp. Ngoài ra, nhiều học sinh chọn du học. Sau khi cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến đóng, từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, các thí sinh sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là việc làm rất quan trọng để các nguyện vọng xét tuyển chính thức có hiệu lực. Phí đăng ký là 20.000 đồng một nguyện vọng. Đăng ký bao nhiêu nguyện vọng, thí sinh phải thanh toán số tiền tương ứng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chia thí sinh 63 địa phương thành 6 nhóm nộp lệ phí xét tuyển, mỗi nhóm nộp lệ phí trong một ngày.